Thưa quý vị và các bạn, ngoài Bắc Giang và Bắc Ninh thì thành phố Hồ Chí Minh đang đối diện với nhiều nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Khi chỉ trong một thời gian ngắn, cụ thể là 9 ngày, lần lượt xuất hiện 3 chuỗi lây nhiễm dịch COVID-19 lưu hành trong cộng đồng. Trong khi 2 chuỗi lây nhiễm ở quận 3 có những dấu hiệu được kiểm soát thì ổ dịch ở Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng vừa bùng phát vào tối ngày 26 tháng 5 thì lại được đánh giá là phức tạp, nguy hiểm và có diễn biến khó lường. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số lượng ca mắc tại ổ dịch này trong một ngày sắp bằng tổng số ca nhiễm của ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất trước đây. Nhiều chuyên gia lo lắng vì đây là ổ dịch hoàn toàn mới trong cộng đồng mà chưa rõ nguồn lây. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn xuất hiện các ổ dịch lẻ tẻ trong cộng đồng cho đến khi có vaccine bao phủ hoặc các ổ dịch xung quanh được kiểm soát. Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thì ổ dịch này liên quan đến 16 quận huyện và phức tạp hơn, các bệnh nhân này là hội viên sinh hoạt cùng một nhóm tôn giáo. Tính đến sáng ngày 28 tháng 5, 44 hội viên là người có liên quan trong nhóm này chỉ đã dương tính. Các ca dương tính tiếp tục lây nhiễm cho F1. Vòng lây nhiễm tại ổ dịch này đã đến chu kỳ thứ hai. Thưa quý vị, được biết điểm sinh hoạt tôn giáo Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng ở phường 3 được cho phép hoạt động từ năm 2006, số lượng đăng ký là 60 người, đến nay giảm còn 28 người. Nội dung sinh hoạt chủ yếu là cầu nguyện, học kinh thánh. Và Thành phố Hồ Chí Minh có 145 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tương tự như là Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng và chủ yếu theo hệ phái Tin Lành. Các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo có ở hầu khắp các quận huyện trừ quận 7 và quận Nhất.